Chào các bạn, chúng ta tiếp tục đến với giáo trình tiếng Hàn trung cấp 3A của Trung tâm Hàn ngữ Seoul Thái Nguyên. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 4. Bocoponica, Bashitun Tôi đã ăn thử và tôi thấy là ngon mà. Thì ở bài này chúng ta sẽ xem nội dung có tình huống hội thoại của hai bạn này. Đầu tiên là hai bạn này đang đi ở đâu số một là tu salamun bua se te he yaki hago ismika si hai bạn này đang nói về cái vấn đề gì te hoa ka kin nan hu tu salamun bua sun hal kayo sau khi kết thúc đoạn hội thoại này thì hai người này sẽ làm gì thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn nội dung xem hai bạn này sẽ làm gì <laughs> 배가 좀 고픈데, 영화 보기 전에 간단하게 뭐좀 먹을까? 그냥 극장에서 팝콘이나 사먹자. 아니야. 여기 먹을 거 많이 파니까, 여기서 이것저것 사먹자. 알았어. 종류가 많아서 뭘 먹어야 될지 모르겠다. 뭐 먹고 싶어? 호떡도 먹고 싶고, 붕어빵도 먹고 싶어. 두 가지 다 사서 나눠 먹을까? 좋아. 그러자. Hai người này đang nói về vấn đề gì ạ? Đang nói về vấn đề đồ ăn đúng không ạ? Bụng đói và muốn ăn cái gì đó. Và bạn nữ này muốn ăn gì ạ? bao moko. Pongo bang to moko chupo. bạn này muốn ăn tốt và muốn ăn bánh cá. Thì bạn này bán mua cá và mang đi ăn. Thì chúng ta sẽ nghe lại đoạn nội dung này. 배가 좀 고픈데, 영화 보기 전에 간단하게 뭐좀 먹을까? 그냥 극장에서 팝콘이나 사먹자. 아니야. 여기 먹을 거 많이 파니까, 여기서 이것저것 사먹자. 알았어. 종류가 많아서 뭘 먹어야 될지 모르겠다. 뭐 먹고 싶어? 호떡도 먹고 싶고, 붕어빵도 먹고 싶어. 두 가지 다 사서 나눠 먹을까? 좋아. 그러자. Ở đây tình huống ở chợ và chúng ta sẽ tiếp tục xem cái nội dung của phần bài học hôm nay. Bài học này chúng ta có hắc sức mục tiêu. ở huy chúng ta học về âm dịch qua Yuri món ăn và cái âm dịch là món ăn và cái nấu ăn. Tiếp theo buồn bước qua pieni ngữ pháp và biểu hiện số 1. chúng ta có tính từ đi với n hoặc ân kabota. Động từ đi với nabota, danh từ đi in kabota. Đây có nghĩa là có vẻ là hoặc là chắc là dự đoán khi một việc gì đó chuẩn bị xảy ra. Tiếp theo, danh từ đi với ina. Ina. Ở đây chúng ta sẽ dịch ở trong phần này đó là nhé đối với câu hỏi và À, Dù nhau là nhé hoặc là lựa chọn đến cái, tình, cái, đến cái tình huống cuối cùng là nhé còn khi mà ở trong câu chuẩn thuật chúng ta nói là thôi tức là không còn lựa chọn nào khác hoặc là một lựa chọn đơn giản tiếp theo paraki phần nói một chodibop sunmiyaki trình bày phương pháp nấu ăn kabuon cheanaki yêu cầu nhẹ nhàng hự pháp vào biểu hiện số 2. Động từ đi với ae Sau khi thực hiện cái động từ thì tôi thấy là cái gì đó. Tính từ đi với tính từ động từ đi với tonteo. Trước đây đã hoặc là động từ rồi mà, động từ tính từ rồi mà. Thể hiện cái kinh nghiệm hoặc là cái việc hồi tưởng trong quá khứ. tiếp theo, Madagi Y nói hai, Yoheng Kiều Hầm Sơn ga Aghi trình bày về kinh nghiệm du lịch. tức cô nghe và nói, Machi chip theo theo thực kỳ quán ngon, món ăn quán ngon và những cái đồ ăn vặt. Chúng ta nghe đoạn hội thoại về cái đồ ăn vặt và những quán ngon. Tiếp theo, Yodi Program Thực Kỳ, chúng ta nghe cái chương trình nấu ăn. Âm xích quan liên khiêm Baraki, chúng ta nói về những cái kinh nghiệm liên quan đến món ăn. Chúng ta sang phần tiếp theo đó là Ilkosuki, phần đọc và viết. Hemul Pajan Mantunen Pop chúng ta đọc cái phương pháp làm cái bánh hành hải sản. Tiếp theo, quê hương âm sích chúng ta viết một đoạn văn giới thiệu những món ăn của quê hương. Phần qua chê là phần thực hành. Khan sích Chori Bob Kebari, thì là phát triển phương pháp làm đồ ăn vặt, phát triển cái công thức nấu ăn, công công thức của đồ ăn vặt hoa phần văn hóa tốt là bánh gạo Parum, phần phát âm patim hiệt, e, parum Từ phát âm của phụ âm đáy, hò Thì ở nội dung bài hôm nay chúng ta chú ý đến các uh, cấu trúc ngữ pháp Cũng như là hôm nay chủ đề hôm nay chúng ta về là Chủ đề về món ăn và phương pháp nấu ăn Thì chúng ta cố gắng luyện tập nhiều để chúng ta có thể là chúng ta biết món gì chúng ta biết nguyên liệu của món đó và phương pháp nấu ăn như thế nào và chúng ta sử dụng những cái cấu trúc ngữ pháp như là có vẻ là chắc là hoặc nina tức là nếu mà có hết đồ ăn rồi chỉ còn lại mỗi cái đồ ăn đấy thôi thì chúng ta là ăn cái đó thôi còn nếu mà rủ nhau có nhiều đồ ăn và chúng ta ăn cái gì nó đơn giản thì chúng ta sử dụng là nhé một cái câu đề nghị đơn giản tiếp theo chúng ta có mộc ponica thì cái này thì chúng ta đã từng ăn hoặc đã đã ăn rồi tức là thể hiện cái sự trải nghiệm của bản thân tiếp theo động tính từ đi với tân tê là nghĩa vẫn như là t n t rồi ạ nhưng mà tân tê đây là hồi tưởng về cái việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc là một sự thật được trải nghiệm. Và chúng ta sẽ vào nội dung của bài. Nội dung của bài đầu tiên. Nội dung của bài đầu tiên đó là phần từ vựng. Phần từ vựng này. Hàn Quốc yori e mani sayong hanen yang algo isseumnikka? Bạn có biết những cái nguyên liệu mà gia vị sử dụng trong nhiều ở trong món ăn Hàn Quốc hay không? Yerowon goyang eumsigene Yerowon goyang eumsigene 자주 어떤 주로 어떤 양념의 양념이 들어갑니까? ở món ăn quê hương các bạn thì có những cái nguyên liệu nào thường là sử dụng. Đầu tiên là canjang, đó là xì dầu. Gochujang là tương ớt, sơn thăng, đường, pha là hành, manil tỏi, ke, vừng, cham chi dầu mè, phu chu, hạt tiêu. Chúng ta xem ví dụ. Bác sĩ ở mani <laughs> hương của bạn thường Uh, Madiko ở quê hương của bạn ấy, ở nhà bạn ấy thì là sử dụng nhiều cái gia vị nào. Udiko hàng ngày sơ nên ở quê hương chúng tôi can trăng qua sơn tăng ngân mà ni hajiman uh, tuy là tuy rằng là sử dụng đường và xì uh, si dầu nhiều nhưng mà nư ni ăn đồi và không cho nhiều tỏi Đấy là tình huống bạn Mariko là nhặt. Tiếp theo chúng ta sang phần từ vựng số 2. Đó là Yorirun haki vihe Oton Chumbirun hamnika Để mà nấu ăn Thì chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Đầu tiên là Ta Tatumda tà đây là chuẩn bị Tức là nhặt rau, nhặt cỏ đấy ạ Ta Chuẩn bị

쳐보세요. 그리고 그 방법으로 만드는 만든 음식은 이야기해 보세요. Đầu tiên chúng ta hãy viết phương pháp nấu ăn của những món ăn này. Sau đó chúng ta sẽ nói thành cả câu. Đầu tiên là yori bằng bóp. Còn thứ hai là âm um xích. Đây là bên cọc này là âm xích. Gia che thuy kim. Là chiên. Chiên rau. Trên rau củ quả. Thì chúng ta sẽ dùng là Chikita. Sang Sơn Quy là cá nướng. Thì chúng ta sẽ dùng là tà Thì chúng ta ở đây có những cái uh, phương pháp nấu ăn như sau. Pokta là rang hoặc là xào. Ví dụ lạc thì chúng ta đem đi rang. Xào ví dụ như xào rau. Chita, chita là hấp. Giữa hấp cá hay là hấp bánh bao. Tiếp theo, thigita là chiên. Chiên là chiên ngập dầu đấy Samta là luộc. Puchita là rán. Rán có ít mỡ. Puchita và thigita nó hơi khác nhau. thigita là chiên, ngập dầu. Tiếp theo, Kukta là nướng. Krita là nấu. Ví dụ như nấu mì tôm tiếp theo chúng ta có uh, các uh, phương pháp nấu ăn thì chúng ta chỉ việc điền vào đây thôi ạ đầu tiên là chigita thứ hai là kupta thứ ba là chita thứ tư là puchita thứ năm là pokta thứ sáu là đây ạ samta luộc trứng này ạ salmon kẹn trứng trứng luộc thì luộc trứng tiếp theo làm nhân thì là kiritara kiritara nấu mì tôm nấu làm nhân và chúng ta sang từ vựng phần số 4 đó là umi umi cún basuke mực ninh phẳng bờ bể thẻ yaki 해보세요. chúng ta hãy uh, thử nói hãy thử nói về cái phương pháp ăn ngon ăn các món ăn ngon đầu tiên là ăn thịt nướng chẳng hạn thì chúng ta sang chuế sa tả tức là để lên cái rau uh, xà lách tiếp theo can trang ấy chích tả là à, chấm vào đây là chích tả là chấm chấm vào xì dầu cuke baltà cho ngập vào canh tức là chan đấy pangi paruta bôi hoặc quét hoặc phết phết lên bánh mì thì đấy là những cái phương pháp ăn mà chúng ta sẽ sử, sử dụng nhiều trong khi mà chúng ta ăn các món ăn hàng ngày thì đầu tiên chúng ta có cô kỳ sa sang chuế xa mở miên tơ mà xí nếu mà thịt mà để lên rau xà lách ăn thì ăn sẽ ngon hơn patron phổ thông canà chi cái bánh hành thì thường chấm với xì dầu để ăn đấy là cái ví dụ và trong phần từ vựng này chúng ta có 4 phần từ vựng đó là từ vựng đầu tiên về gia vị từ vựng thứ hai về cái phương pháp chuẩn bị thứ ba là phương pháp nấu ăn và thứ tư nữa là phương pháp ăn để cho ngon hơn đấy là trong các từ vựng trong phần bài ngày hôm nay chúng ta tiếp tục sang trong phần bài học với phần ngữ pháp số 1 ngữ pháp số 1 ở đây là tính từ đi với n ân kabota động từ đi với nabota danh từ đi với in kabota có nghĩa là có vẻ là hoặc là chắc là chúng ta xem phần giải thích của phần ngữ pháp này có vẻ là chắc là sử dụng khi thấy một sự vật hay tình huống nào đó và biểu hiện phỏng đoán nó bằng hành động hay trạng thái khi phỏng đoán về hành động hay trạng thái của quá khứ thì ta sử dụng at ớt Naboda. so sánh tính từ đi với n vô động từ đi với na và danh từ đi với à, tính từ đi với n ơn cơ cắt động từ đi với n cơ cắt thì chúng ta thấy như sau có thể sử dụng khi phỏng đoán có thể sử dụng khi phỏng đoán khi người nói không có trải nghiệm trực tiếp mà chỉ có trải nghiệm gián tiếp chúng ta cũng có Kabota thì còn đối với n ưn cực cắt thà thì là có thể sử dụng cả khi phỏng đoán về một thực tế trải nghiệm gián tiếp hoặc trực tiếp tiếp theo chỉ có thể sử dụng khi có chứng cứ điều kiện cụ thể để phỏng đoán tức là chúng ta nhìn thấy hoặc là chúng ta trải nghiệm cụ thể thì chúng ta phỏng đoán. Còn cơ cắt thà ở đây sử dụng khi nói về suy nghĩ hoặc ý kiến của bản thân cả khi không có chứng cứ và điều kiện cụ thể để phỏng đoán. Đấy là cái phần ngữ pháp tính từ đi với n kabota, động từ đi với nabota, danh từ đi với in kabota. chúng ta xem thêm những ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp này xích tang ap saram từ đi ni sơ ít nèo ở phía trước quán ăn thì đang có nhiều người đứng chơ xích Sĩ ươm machine Bài có lẽ là cái nhà hàng kia có nhà hàng đó có lẽ nhà hàng đó món ăn ngon 그래서, là, naboda, naboda. 식당 앞에 사람들이 많이 서있네요. 저 식당 음식이 맛있나봐요. 식당 앞에 사람들이 많이 서 있네요. 저 식당 음식이 맛있나봐요. 스티븐 씨가 이번 주에 바쁜가봐요. Steven thì cuối thì uh, uh, Steven C thì tuần này even chú e even chú e nên even chú e nên bận cao có lẽ là bận tam chú e bận nan chà cô hiểu thì chúng ta hẹn nhau tuần sau gặp nhé mát xin nên nem xe nào à, có mùi thơm thế Ômônika Yuri haji nabayo. Có lẽ là mẹ đang nấu ăn. Yonhwaka kinnat nabayo. Có lẽ là phim đã kết thúc rồi. Saram turi kukchang pakkuro dao ko isoyo. Có lẽ là phim kết thúc rồi. Mọi người đang đi ra phía bên ngoài dạp. 지금 쉬는 nhân 봐요. căn in Có lẽ bây giờ là thời gian nghỉ trưa và là thời gian nghỉ. Hắc Sen 나와 đi. Phúc Tuế Đả Wa Yin Học sinh, các học sinh đang đứng ở bên ngoài hành lang. Thì chúng ta xem tiếp phần này, phần luyện tập thứ hai trong phần chương trình học thì là kurimun pogo xem bức tranh pogi wa kachi yaki hebozeo à, hãy nói giống như ví dụ il manen kabayo tức là nhìn bạn này có rất nhiều là sách uh, giấy tờ ở đây il manen kabayo ajik sukjerun ta put ta motet nabayo chắc là À, vẫn chưa làm xong tất cả các bài tập Ở đây có tình huống là Em này là bị sốt Chắc là bị sốt à, Em này là Sẽ là gì ạ à, Chắc là tâm trạng đang tốt Hoặc là chắc đang gọi điện cho ai đó Đây là chắc đang vui Và đây là chắc là đang cãi nhau Chúng ta sang xem tiếp phần Ngữ pháp số 2 đó là NINA NINA ở đây chúng ta sẽ có là có nghĩa là đưa ra một đề nghị khi ở trong câu hỏi hoặc là đưa ra một cái lựa chọn không phải là tốt nhất ở trong phần câu trần thuật ví dụ ở đây cục phần đề đói bận kia ấm nèo không có cái gì ăn cả chẳng có gì ăn. 그럼 라면이나 그래 먹을까요 vậy thì tôi nấu mì mì tôm ăn nhé un dương hoa chủ nhật đi xem phim nhé chủ nhật đi xem phim thôi 3ht chip check Diego he cái kỳ vào cái kỳ nghỉ này thì ở nhà đọc sách thôi tôi định ở nhà đọc sách thôi cũng không có ý định gì khác Sigan nếu có thời gian Chana Hanjan Hanleo nếu bạn có thời gian thì chúng ta cùng nhau uống trà nhé thì chúng ta xem phần giải thích của phần Ina này Ina nhé đối với uh, câu hỏi và thôi đối với câu trần thuật sử dụng khi đề xuất một cách nhẹ nhàng nhé hoặc đưa ra lựa chọn dù không phải là tốt nhất thôi so sánh ina sử dụng khi đưa ra lựa chọn không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng ở một mức độ tạm được hoặc khi đề xuất một cách nhẹ nhàng ví dụ như là hết trà rồi uống cà phê nhé còn INA dạng khác lựa chọn một phương án trong số các phương án đã được đưa ra gần giống nhau. Sử dụng ở hình thức câu N INA N2. Ví dụ tôi muốn đi du lịch Busan hoặc Jeju. Trường hợp số 3. Sử dụng sau câu nói đưa ra số lượng khá nhiều nào đó. Tôi đã uống 3 cốc cà phê rồi. Thì đây đây. Ở đây là uh, Sechanina. Còn đây là Busan PUSANINA Jeju. Đây là Kerbina Masileo. Thì ba cách như thế này chúng ta sẽ sử dụng trong phần ngữ pháp 1 số phần 2 này. Chúng ta sẽ nghe Chúng ta sẽ nghe phần ngữ pháp 2. Ina. 배고픈데 먹을 게 없네요. 그럼 라면이나 끓여 먹을까요? 배고픈데 먹을 게 없네요. 그럼 라면이나 끓여 먹을까요? 배고픈데, 먹을 게 없네요 그럼, 라면이나 끓여 먹을까요? 이 아래에서 연습하는 부분을 볼수 있습니다 또한 몇 가지 상황이 있습니어 심심해서 낮잠이나 자려고 해요. 왜 cũng chả có việc gì chán thì tôi định ngủ thôi. 그럼 나하고 영화나 보러 갈래요? vậy thì cùng với tôi đi xem phim nhé. Ở tình huống tiếp theo chúng ta có ngủ ngày này. Tình huống tiếp theo chúng ta dọn vệ sinh này. Tình huống thứ ba là đọc sách này. Thứ bốn là giặt đồ này. Thì đối với những tình huống như này chúng ta làm những đoạn hội thoại tương tự với bạn cùng lớp của mình. Chúng ta tiếp tục sang phần Maraki Il, phần nói 1. Ở đây chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này một lần. yujin si uri ramyeon-ina hana kkeuryeo meogeul 희엔 씨, 배고픈가 봐요. 네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 나도 입이 좀 심심했는데, 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 좋아요. 그런데 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡하고 고추장이 필요하고, 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 그래요? 어떻게 만들어요? 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요. 생각보다 간단하네요. 저도 도울게요. 같이 만들어요. bây giờ chúng ta sẽ v à

대충 chúng 그런가 봐요. rồi <laughs> gần cả bài Có lẽ là hôm qua ăn tối, ăn sơ sơ, ăn đại khái thôi. Ta tôi bị chồm xìm xìm hết Tôi cũng buồn, buồn miệng. Tteokbokki bánh tửa Chúng ta ăn món tốt xào nhé. Mà chim 재료가 있어요. ngôi Vừa hay là trong tủ lạnh cũng có cái nguyên liệu. 좋아요. 좋과 그런데 떡볶이 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡 어, 태진. 아, 님아, muốn làm cái món t t e 떡하고 고추장이 필요하다고 필요하고 야채나 어묵은 넣으면 또 맛있어요. Uh, nguyên liệu thì cần uh, tớk. Tớk à, cốt chu trang và tốt tốt cả cô cốt chu trang phi cần tóc và cốt chu trang là cần bánh gạo và tương ớt giá trên ở một cuốn miên miền tô bà tức là có rau xanh hoặc là uh, cái chả cá cho vào nữa thì ngon hơn nếu 어떻게 만들어요? Vậy à? Vậy thì làm món này như thế nào? 먼저 프라이팬에 떡은 넣고 산작 볶아요. Đầu tiên chúng ta hãy cho bánh tớt vào trong chảo và đảo nhanh tay, đảo trái cạnh. Cứ ta mê. Sau đó, vun qua Giáng niêm hơn, nấu xôi, tiểu. Sau đó thì chỉ cần cho cốt uh, chua trang, gia vị và nước vào và nấu chín là được. Nấu sôi là được, nấu, nấu chín là được. Sinh các bộ ta khán tân đơn giản hơn so với tôi nghĩ. Cho tôi, tôi kêu, tôi sẽ giúp đỡ. 같이 cùng nhau làm nhé. Thì trong đoạn này đó là à, bạn Hiền thì hơi đói và à, dù bạn Yuchin nấu mì tôm ăn nhưng mà bạn Yuchin nói là có ngay trong tủ lạnh có nguyên liệu làm cái món tteokbokki và hai bạn này sẽ cùng nhau làm và cái chuẩn bị và cái nguyên liệu và các bước làm thì so với suy nghĩ của bạn à, Hiền thì Làm thực tế, thì, có vẻ, đơn giản hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài này. 유진 씨, 우리, 라면이나 하나 끓여먹을까요? 희 씨, 배고픈가 봐요. 네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 나도 입이 좀 심심했는데. 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 좋아요. 그런데 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡하고 고추장이 필요하고 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 그래요? 어떻게 만들어요? 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그 다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요. 생각보다 간단하네요. 저도 도울게요. 같이 만들어요. 중단해라. 한번 더. 유진 씨, 우리 라면이나 하나 끓여 먹을까요? 희연씨 배고픈가 봐요. 네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 나도 입이 좀 심심했는데. 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 좋아요. 그런데 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡하고 고추장이 필요하고 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 그래요? 어떻게 만들어요? 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그 다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요.

네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 좋아요. 그런데 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 그래요? 어떻게 만들어요? 생각보다 간단하네요. 저도 도울게요. 같이 만들어요. và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của bạn Yujin. hiền sẽ nói trước và si chắc hiền 씨, 배고픈가 봐요 나도 입이 좀 심심했는데, 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 떡하고 고추장이 필요하고, 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요. Sau khi chúng ta n g vai thì bây giờ chúng t uh, xem lại 예, yeah. 몰랐네요. 유진씨, 우리 라면이나 하나 끓여 먹을까요? 희연씨 배고픈가 봐요. 네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 나도 입이 좀 심심했는데, 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 좋아요. 그런데, 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡하고 고추장이 필요하고 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 그래요? 어떻게 만들어요? 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그 다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요. 생각보다 간단하네요. 저도 도울게요. 같이 만들어요. 이제 유진 씨, 우리 라면이나 하나 끓여 먹을까요? 희연 씨, 배고픈가 봐요. 네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 나도 입이 좀 심심했는데, 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 좋아요. 그런데 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡하고 고추장이 필요하고 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 그래요? 어떻게 만들어요? 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그 다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요. 생각보다 간단하네요. 저도 도울게요. 같이 만들어요. và chúng ta xem tình huống số 1 là tình huống làm tteokbokki. Thì tình huống số 2 chúng ta sẽ áp dụng trong phần này đó là làm kim chi trơn, làm bánh kim chi. Kim Chiwa Minkaru Minkaru đây là bột mì Seo na Ochinger Seo là tôm Na là hoặc Ochinger à, Tôm hoặc là mực Khi cho vào thêm nữa thì sẽ ngon hơn Minkaru Bul Chal Sokta Tức là uh, min karu và Bul Chal uh, Sokta à, Chán sức tá Chán sức cơ sở Kim chi Sơn cất Tức kim chi đã được thái rồi Kim chi sơn cất Độc cô Puraipene e Puchida Puraipene e puchida Đây dán ở trên chảo Tức là cho kim chi vào Sau khi trộn đều bột mì với nước Thì Cho kim chi đã thái vào Xong sau đó cho lên chảo dán Đây là cách làm của Kim chi trơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm pukung bạp cơm rang, uh, Yorokaji giá bạp, tức là các loại rau củ quả và cơm, Kokina hem uh, giò chả ở Việt Nam đấy, bên uh, Hàn Quốc người ta gọi là hem, uh, kooki thịt hoặc là hem cho vào nữa thì ngon hơn kudai pen koki was yaje pokuta tức là trước tiên thì cho thịt và rau lên là xào qua, lên là xào và papp tơ chomto pokuta và cho cơm vào, sau đó là rang thêm một chút nữa thì chúng ta có món cơm rang. Đấy, và chúng ta hãy nghe lại cái phần bài của hai bạn này. Để chúng ta tìm hiểu thêm cái cách làm 배 떡볶이 thì chúng ta làm như thế nào? 유진 씨, 우리 라면이나 하나 끓여 먹을까요? 희연 씨, 배고픈가 봐요. 네, 좀 출출하네요. 저녁을 대충 먹어서 그런가 봐요. 나도 입이 좀 심심했는데. 떡볶이 만들어 먹을까요? 마침 냉장고에 재료가 있어요. 좋아요. 그런데 떡볶이를 만들려면 무슨 재료가 필요해요? 떡하고 고추장이 필요하고 야채나 어묵을 넣으면 더 맛있어요. 그래요? 어떻게 만들어요? 먼저 프라이팬에 떡을 넣고 살짝 볶아요. 그 다음에 물과 고추장 양념을 넣어서 끓이면 돼요. 생각보다 간단하네요. 저도 도울게요. 같이 만들어요. đấy là cái phương pháp làm tteokbokki còn bên dưới chúng ta có những cái tình huống tiếp theo là làm những món ăn đó là kimchi chân, kimchi chân và kim chi chon kim chi chon và bokkeumbap kim chi chon và Bap tiếp theo chúng ta sang phần số 2 trong phần luyện tập ở phần madaki này chúng ta có yorobon koi hang e so mani mok nun kansige te yaki hago chori Sơn miêng he bồ xều ở quê hương các bạn thì ăn nhiều những cái món ăn ăn vặt nào và chúng ta hãy nói về cái cách làm món ăn đó số 1 cô hang xà làm từ cô hang xà làm từ đi chút tê chút chút hẳn tê là khi mà đói bụng bà đi mặc lên ưm xí gân đi mặc lên gân ca những món ăn mà mọi người thường ăn khi đói ở quê hương các bạn là gì Này đó là, 우리 고향에서는 바나나튀김은 많이 먹어요. 안리고 조이산. 그 음식은 그 음식은 만드는 데 필요한 재료는 무엇입니까? 그 음식은 필요한 재료는 무엇입니까? 그의 음식은 만드요 달걀, 베이킹 파우더가 필요하고 베이킹 필요 베이킹 파우더 베이킹 파우더가 필요하고 잘 익은 바나나가 있으면 돼요. 아래에지안에 밥, 밀, 달걀, 계란, g chín chuối đã chín kỹ là được. Kho qua nước milk rul nêm tơ, ngon Và cho thêm sữa dừa vào nữa thì ngon hơn. Cứ uống sinh ở thực kê món tôm ca, cái món ăn đó thì làm thế nào? Bạn này bạn hỏi, món tôm nỉ ca ở lớp trẻ này, làm món ăn đó không khó chứ? Nè, minkaru e bulgwa darin jirurun dekho chal sok kuzo so, chan sok eo. Mới đầu là cho nước vào bột mì và những nguyên liệu khác cho vào đảo lên. Vào trộn lên. Cứ thả mê, sau đó banana nấn, nấu cho so thịt kim yên thuyền. và sau đó cho chuối vào và dán lên là được. Để tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm cái món ăn khác đối với món ăn của Việt Nam mình. Những món ăn ăn vặt rất là nhiều. Thì chúng ta hãy miêu tả những cái món ăn đó và chúng ta làm phương pháp làm và làm như thế nào. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần tiếp theo đó là ngữ pháp và biểu hiện số 2. Động từ số 1 trong phần này đó là động từ đi với aeponika. Có thể chúng ta sẽ không có chữ K này. aeponi. Có nghĩa là động từ đi với aeponi có nghĩa là à, động tính động từ à, mà sau khi thực thực hiện cái hành động này thì chúng ta có được cái trải nghiệm thực tế hoặc là có những cái à, kinh nghiệm ví dụ như mà như uh, chun chun in chun chun e carbonica ở test bạn đã đi uh, chun chơn và đã thấy như thế nào kim chi to à chi to à đầm tập cô âm dịch mà jit, so, so. tương tự như việt nam đó là sau khi bạn đã làm hành động này thì bạn thấy như thế nào đó đó là nói về một sự trải nghiệm bạn đi chôn trơn và bạn thấy thế nào chôn trơn cảnh đẹp và món ăn thì cũng rất là ngon chúng ta xem giải thích phần ngữ pháp này động từ aponi sau khi làm làm cái hành động này thì tôi thấy gì đó tôi cảm thấy sử dụng khi thể hiện một sự thật được biết hoặc suy nghĩ về trải nghiệm nào đó sau khi đã trải nghiệm trường hợp động từ là bota so với sử dụng dạng paponica thì sử dụng ponica nhiều hơn 아, chúng ta sẽ nghe phần này. 춘천에 가 보니까 어땠어요? 경치도 아름답고 음식도 맛있었어요. 춘천에 가 보니까 어땠어요? 경치도 아름답고 음식도 맛있었어요. Chúng ta xem thêm một số ví dụ. su si rul bonika Sau khi tôi gặp Minsu, chốn sana min ko katayo thì tôi thấy Minsu là người tốt. Min-su có vẻ là người tốt. Cứ che ilko bonika. Sengak pota chemi sau khi đọc quyển sách đó thì tôi thấy thú vị hơn là tôi nghĩ. Steven Siege, trơn hoa Heponica Kamkie Kliaso Aputeo Sau khi tôi gọi điện cho Steven thì tôi thấy bạn ấy đang ốm vì bị cảm cúm. Tiếp theo chúng ta có phần duyên sức chi kiêng hôm h ăn kỳêề hè Trikuuyên quaki he các bạn hãy nói chuyện cùng với các bạn của mình về những cái công việc mà đã có sự trải nghiệm giống như ví dụ ví dụ là buy MOKO PASOYO MASI max bạn đã từng thử ăn tốcki chưa vị món ăn của nó vị của nó thế nào hoặc là có ngon không? Tteokbokki bokeubonika. Mae khum Tteokbokki thì sau khi sau khi tôi ăn tteokbokki thì tôi thấy hơi cay và ngon. Hơi cay cay và ngon. Mae là hơi cay. Tiếp theo, chúng ta có tình huống uh, tiếp theo ví dụ mà chúng ta nói giống như các bạn. Đầu tiên là chúng ta tình huống là ăn tteokbokki. Tình huống số 2 là tình huống là mặc hanbok, hanbok nipta. Tình huống số 3 là đi du lịch, quang chu, à, du lịch kiêng chu. Tình huống số 4 đó là bungee jump hata tức là nhảy jumpu tiếp theo là đi chim chim bang chim chim bang ấy kara những cái này thì chúng ta đã từng thử chưa và chúng ta sau khi chúng ta thử thì chúng ta thấy như thế nào thì cái này chúng ta sẽ theo trải nghiệm của mỗi người và chúng ta sẽ nói cùng với các bạn của mình chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang ngữ pháp số 2 đó là động từ tính từ tân tiểu phần này có nghĩa là động tính từ mà thì ở đây có yo đó là có kết thúc câu đây là sử dụng khi hồi tưởng về quá khứ và truyền đạt lại tình huống trong quá khứ và mong đợi phản ứng của người nghe hoặc biểu hiện về sự thật đã qua chủ ngữ thường là ngôi ba là sự vật sự việc nào đó khi tago hatà ta và Tonteo kết hợp ta có tago ở dạng văn nói sử dụng tà tân nhiều hơn Tiếp theo chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này. Chúng ta tìm hiểu thêm một số cái ví dụ. Đầu tiên là chúng ta chú chân này sau Phuôn bò cốt sồi ô. Ở chú chân. Bạn đã ăn cái gì? Thật canh bi rơ. Bò cốt nền tê. Bà xích tân tiểu. Tôi đã ăn cái món. Thật canh bi. Và tôi thấy nó rất là ngon tôi đã ăn nhưng mà tôi đã ăn và tôi đã thấy rất là ngon chúng ta nghe Chuncheon에서 뭘 먹었어요? và chúng ta tìm hiểu thêm một số ví dụ bên dưới 춘석씨 여자 친구가 예쁘던데 예쁘던데요. 반 gái của b 춘석대생마 민수 씨가 노래를 정말 잘 부르던데요. 반 민수 thì h 하이마. 유 ự 친 씨한테 chân hoa rừng Cơ rớt nền tê Kế chân hoa rừng Tôi đã gọi cho Gọi điện thoại cho Yu Nhưng mà bạn ấy Liên tục là không nghe máy Tiếp theo chúng ta có Luyện tập Pugua Kachi Yaki Hebo Chúng ta hãy nói giống như ví dụ Ở trên Bull 어제 뭘 했어요? đã làm gì? 어제 명동에 갔는데 사람이 많던데요. 콩과 tôi đã đi miếng tông và ở nơi đó rất là đông người. Thì tình huống đầu tiên chúng ta là ở miếng tông ở chợ. Tiếp theo thứ hai là ở nơi đi công nguồn. Và số 3 là ở khôn chất thư. Và số 4 là âm xích ma tân đều. Và ở đây là chè mi tân đều. Còn ở đây là gì ạ? 사람이 만 사람이 만든대요. 사람이 만든대요. Đối với động tính từ chỉ chúng ta chỉ vật việc là bỏ chữ ta và chúng ta cho vào câu thôi. Đây là chúng ta đã xong phần ngữ pháp của bài này. Chúng ta có bốn ngữ pháp và đây là ngữ pháp 2. Và chúng ta có hai ngữ pháp đó là ngữ pháp số 1 là động từ đi aponica sau khi làm cái gì đó chúng ta rút được cái kinh nghiệm và tôn tề ồ là chúng ta nói về một cái sự thật hoặc là một cái uh, việc ở trong quá khứ chúng ta hồi tưởng lại và chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần Maraki phần nói hai trong phần này đầu tiên chúng ta sẽ nghe nghe cái đoạn hội thoại của hai bạn này 마리코 씨, 주말에 뭐 했어요? 부산에 갔다 왔어요. 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 해운대 해수욕장에 가보니까 정말 좋던데요? 경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 싶어요. 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데, 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 여러 가지가 있지만 파전이 아주 유명해요. 파전을 양념장에 찍어서 먹어 보니까 정말 맛있던데요. 파전이라고 했지요? 저도 꼭 먹어 봐야겠네요. Và chúng ta sẽ cùng nhau dịch từng câu trong phần bài này. 말코 씨, 주말에 뭐 했어요? 그전, 반다 남지? 부산에 갔다 왔어요. 그전, 도라 디 부산 배. 도라 디 부산. 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 반디 부산, 반반 타이 부산 해나요 해운대 해수욕장에 가보니까 정말 좋던데요. À, tôi đã thử đi cái bãi tắm biển ở Haeundae và thấy rất là tuyệt vời. 경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 cảnh cũng rất là đẹp và món ăn thì rất là ngon, tôi muốn đi thêm một lần nữa. 저도 마음 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요. Tuần sau, cuối tuần sau thì tôi cũng định đi Busan cùng với các bạn. thì nếu mà đến Busan thì nhất định phải ăn cái món ăn gì? nhất định phải ăn thử món ăn gì? 여러 가지 있지만 chu yu miêng hẻo Tức là có rất nhiều món ăn ngon nhưng uh, Đặc biệt là Nổi tiếng Rất nổi tiếng là một cái món bánh hành Đó là Pachon Pachon là giang niêm Chàng ấy chỉ có thể mở cơ bộ này cả Chẳng chít tôn tiểu Cái bánh hành uh, Chấm bánh hành và Chấm bánh hành vào cái nước gia vị thì ăn rất là ngon ăn thử thì thực sự là rất là ngon pa chơn cô hết chưa bạn nói là cái món pa chơn đúng không ạ chờ tôi cốt một hơi phải ra cái sợi tôi cũng phải nhất định tôi cũng nhất định phải là ăn thử và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài này thêm một lần nữa 마리코 씨, 주말에 뭐 했어요? 부산에 갔다 왔어요. 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 해운대 해수욕장에 가보니까 정말 좋던데요? 경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 싶어요. 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데, 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 여러 가지가 있지만, 파전이 아주 유명해요. 파전을 양념장에 찍어서 먹어보니까 정말 맛있던데요? 파전이라고 했지요? 저도 꼭 먹어봐야겠네요. 중단해 라이. 마리코 씨, 주말에 뭐 했어요? 부산에 갔다 왔어요. 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 해운대 해수욕장에 가보니까 정말 좋던데요? 경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 싶어요. 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 여러 가지가 있지만 파전이 아주 유명해요. 파전을 양념장에 찍어서 먹어보니까 정말 맛있던데요. 파전이라고 했지요? 저도 꼭 먹어봐야겠네요. 바로 이제 chúng ta trong cái phần bài hội thoại này. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai của Mariko. Mariko 씨, 주말에 뭐 했어요? 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데, 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데, 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 파전이라고 했지요? 저도 꼭 먹어봐야겠네요.

경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 싶어요. 여러 가지가 있지만 파전이 아주 유명해요.

부산에 갔다 왔어요. 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 해운대 해수욕장에 가보니까 정말 좋던데요? 경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 싶어요. 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데, 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 여러 가지가 있지만, 파전이 아주 유명해요. 파전을양념장에 찍어서 먹어 보니까 정말 맛있던데요. 파전이라고 했지요? 저도 꼭 먹어 봐야겠네요. Uh, 마리코 씨, 주말에 뭐 했어요? 부산에 갔다 왔어요. 그래요? 부산에 가보니까 어땠어요? 해운대 해수욕장에 가보니까 정말 좋던데요? 경치도 아름답고 음식도 맛있어서 또 가고 싶어요. 저도 다음 주말에 친구들하고 부산에 가려고 하는데, 부산에 가면 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있어요? 여러 가지가 있지만, 파전이 아주 유명해요. 파전을 양념장에 찍어서 먹어보니까 정말 맛있던데요? 파전이라고 했지요. 저도 꼭 먹어봐야겠네요. <목소리나> và bây giờ chúng ta sẽ xem phần luyện tập. Chúng ta còn những tình huống tiếp theo. Bạn này không phải đi Busan nữa mà đi Jeonju. Hanok ba Hanok chế ấm h e p u t a Đi xem trải nghiệm cái làng truyền thống ở đó có cái gì nổi tiếng có he chăng món he chăng jangguk. cúc he chăng malta đó là cho cơm vào cái món he chăng này Shunata Shunata là mát mẻ Khi mà ăn món này chúng ta thấy mát mẻ Tiếp theo Tam Giang Đi đến Tam Giang Tenamu Subkiren Kropota Chúng ta đi ở dưới uh, cái tán cây Tenamu Đi dưới cây tre thì ở đó chúng ta ăn thật kalbi Và thịt kalbi, à, tức kalbi là món à, à, sườn à, sườn xào với bánh gạo Tức bán kalbiru Sang chuế Sang chuế sa Thì cái món này sẽ đặt ở dưới cái Cho vào, cuốn vào cái lá rau xà lách Và ăn và thấy hòa Hata. Chúng ta khi ăn cái này thì chúng ta thấy thơm ngon và bùi. Thơm ngon bùi. Thì đấy là chúng ta có những trải nghiệm khác. Là đi đến những nơi khác nhau thì chúng ta thưởng thức những cái uh, sản vật khác nhau. Những cái món ăn ngon khác nhau ở từng vùng. Và cái phương pháp ăn thì cũng khác nhau luôn thế như là cái món ở Busan chúng ta ăn món pa chân thì chấm nước gia vị ăn rất là ngon và ở chân chu cái món he chân cúc thì cho cơm vào thì ăn rất là mát tiếp theo ở tam Nhang, thì ăn thạc can bi à, tốc can bi tốc can bi mà cuốn với rau xà lách xoăn thì chúng ta ăn rất là bùi rất là ngon chúng ta sang phần luyện tập số hai, yonsei, pokiwa kachi, shingu tte wa yohen kiengome te, yaki đây chúng ta nói về những cái kinh nghiệm du lịch cùng với các bạn của mình. các bạn nhìn ví dụ bên dưới. đây chúng ta xem, đây là cuộc nói chuyện giữa hai người này.

Ở Tết Soyo. Bạn đã đi Heung và thấy như thế nào? Heung Te, Carbonica, mango... chấp... à, Tôi đã đi Heung và tôi thấy là nhiều đông người và rất là phức tạp. 하지만 Tân Tế, 정말 아름다웠어요. Nhưng mà biển thì thực sự rất là đẹp. Cơ kì ế sơ, mùl Ở đó bạn đã ăn gì? Sáng sơn huê Ăn sáng sơn huê, gỏi cá. Ăn cá sống. Sáng sơn huê rưu mơ gớt bồ ca. Sâu nè sơ mọc gớt huê bồ ta. Sinh sinh hàng gô mà tân Tôi đã ăn thử gỏi cá ở Busan thì tôi thấy là so với cái gỏi ở Seoul, gỏi mà ăn ở Seoul thì tươi hơn Sinh Sinh Ha Cô bà và tươi hơn và ngon hơn. Đấy là nói về những kinh nghiệm chúng ta hỏi đi đâu và ở đó có cái gì và ở đó thì ăn những cái gì. Thì chúng ta áp dụng sang phần số 2, luyện tập số 2 này để chúng ta luyện tập thêm những kỹ năng nói trong phần nói số 2, Maraki Y. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang tiếp tục sang phần tức cô phần nghe và nói. À, chuẩn bị, chuẩn bị. Ấn chê chú Bạn đã bao giờ đứng xếp hàng chưa? Chun sơ sơ kỳ ta đi <laughs> bao cho các bạn đứng chờ xếp hàng để à, đợi một món ăn bạn đã từng bao giờ xếp hàng để đợi món ăn chưa thì chúng ta sẽ đọc phần số 1 à, chúng ta sẽ nghe phần số 1 như sau ở đây chúng ta có cái khô tốc là cái bánh à, bánh tốc bánh bánh như dạng bánh bao chay như bánh bao như bánh bao chay ấy. Thứ nhất nếu hôm qua mắt nên cờ sân cô chúng ta hãy chọn nội dung đúng với nội dung mà đã nghe được. Tu sà ra mơn hô tốc Hai người này định uh, đã đến chợ để mua hô tốc. Tiếp theo, dơ chà nên y xì chàng yà chè hô tốc ơn mô cơ bôn chất kì hộp bạn nữ thì chưa từng được ăn cái hô tức cái, cái bánh hô tức rau ở chợ này số 3 hô tức ca cái chú nở đơ hô tức mọc nên khổ xuân phu kỳ hết ta. vì cái cái hàng vì cái hàng xếp ở cửa hàng hô tức quá dài nên từ bỏ cái việc ăn hô tốc. Và số 2. Tu sarami apuro hal hengdonguro manen kusun kuruseo. À, chúng ta hãy chọn những cái đúng về cái hành động tiếp theo. Hành động sẽ làm tiếp theo của hai người này. Số 1 là hô tốc chê rư rư là đi mua đi để mua cái nguyên liệu làm hô tóc. Ta rin manturul mokurego kanda, mokuro kanda. À, hai người này đi đến đi để ăn mantu ở cửa hàng khác. Hô tốc ka ke ape churul soso Đứng trước cửa hàng 아, 등지석 cửa hàng k h u tốc và xếp hàng đợi. Và chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này. 잘 듣고 질문에 답하세요. 벌써 4시가 넘었네. 좀 출출하다. 그래. 오랜만에 시장 와서 이것저것 사느라 시간 가는 줄 몰랐어. 우리 저거 사먹을까? 가게 앞에 사람들이 줄을 길게 서 있는 걸 보니 맛있나 보다. 야채 호떡이네? 나도 이 시장 야채 호떡이 맛있다고 들었어. 우리도 빨리 줄 서자. 어? 근데 왜 갑자기 사람들이 그냥 돌아가지? 호떡도 안 사고? 그러게. 내가 가서 물어볼게. 어떻게 된 거야? 물어보니까 오늘 준비한 재료를 다 써서 문을 닫는데 보통 4시 전에 와야 살수 있나 봐 그래? 아쉽네 오늘은 저기 가서 만두나 먹자 저것도 맛있어 보인다 어라이라 왜건 가이나이 등한 호떡 어쩌나 제가 이 식당에서 지아체와 호텔을 먹어본 적이 없어서요. 다음은 이 분이 다른 식당에 가서 만두 먹을 때 먹었다고 합니다. 다시 들잘 듣고 질문에 답하세요. 벌써 4시가 넘었네. 좀 출출하다. 그래, 오랜만에 시장 와서 이것저것 사느라 시간 가는 줄 몰랐어. 우리 저거 사먹을까? 가게 앞에 사람들이 줄을 길게 서 있는 걸 보니 맛있나 보다. 야채 호떡이네? 나도 이 시장 야채 호떡이 맛있다고 들었어. 우리도 빨리 줄 서자. 어? 근데 왜 갑자기 사람들이 그냥 돌아가지? 호떡도 안 사고? 그러게. 내가 가서 물어볼게. 어떻게 된 거야? 물어보니까 오늘 준비한 재료를 다 써서 문을 닫는데 보통 내시전에 와야 살수 있나 봐. 그래? 아쉽네. 오늘은 저기 가서 만두나 먹자. 저것도 맛있어 보인다. Let's g t n p n e 특히 준비. 고향에서 몸이 아 슬프거나 기운이 없을 때 먹은 음식 있습니까? 아, ở quê hương các bạn khi mà cơ thể ốm, khi mà người cơ thể bị đau ốm hoặc là uh, không có tinh thần, tức là mệt mỏi không có tinh thần thì có món ăn nào không? Ở Hàn Quốc có gà hầm sâm. Uh. Và tiếp theo chúng ta sẽ à, uh, đọc nội dung của cái chương trình của cái phần nghe hai này. Trần cô chỉ ta hè và chúng ta hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Hàn Quốc sẽ làm gì chưa đêm về sắm kê thang ngân mã ni người Hàn Quốc vào mùa hè thì mọi người ăn nhiều gà hầm sâm và lý do là cái gì 소못 인삼이 몸은 시원하게 하기 때문에 위라 아그 인삼은 라면그인기온이에을때힘에나게 하기 때식이있기 때문에 기 때문에 khi mà không có về tinh thần thì đây là món ăn uh, tạo ra sức khỏe. Yerme Petani Nasinte khi mà vào mùa hè bị à, uh, uh, tiêu chảy Takogi Run Mokumen mùa Mone thì ăn thịt gà thì, thì tốt. Thì cái này chúng ta chắc chắn là tí nữa chúng ta sẽ nghe đoạn văn. Tám Ta ưm trung tư rân trong số những cái sau. Nê yông quá ta rân cờ rân. Bùa xìm nì ca. Trong những cái sau thì cái nào khác với nội dung của đoạn văn. Chắp xanh hàn chí can trờ nê. Xích xơ nô ya hăm nì tà. Nô ya hăm nì tà. Cái gạo nếp chắp xanh. Chắp xanh là gạo nếp. Hàn chí can trờ nê xích xơ nô ya yeah, anda thì uh, cái gạo nếp phải uh, vo sẵn trước một tiếng vo gạo thì chúng ta hàn quốc thì dùng là rửa gạo nhưng chúng ta tiếng việt chúng ta dịch là vo gạo thắc ơn tuyên su sư miền thắc ơn tuyên suy sư miền khân cơ sư rô khân cơ sư rô chuẩn bị hà cơ sư chút thả 닭은된수 있으면 희망아 uh, 라가 냄을 네. 라가 큰 것으로 준비하는 것이 좋다. 뇌르가를 준비가 더더 좋다. 탁 베스오케 다른 재료를 넣고 한 시간 정도 그여야 합니다. cái những cái thật pet xúc cái bên trong cái bên trong con gà những cái mà bỏ gà bỏ những con gà mà bỏ bên trong ra thì tà chế cho cái nguyên liệu khác vào và nấu khoảng độ một tiếng tiếp theo sam khi thang y thư rơ nên chế liều anin mua

오늘은 김종호 요리사님을 모시고 삼계탕을 만들어 보겠습니다. 선생님, 더운 여름에 왜 뜨거운 삼계탕을 많이 먹나요? 여름에는 보통 찬 음식을 많이 먹어서 배탈이 나기 쉬워요. 더운 날씨 때문에 기운도 없지요. 그런데 인삼이 몸을 따뜻하게 하고 닭고기를 먹으면 힘이 나기 때문에 여름에 삼계탕을 먹으면 좋아요. 그렇군요. 삼계탕을 만들려면 어떤 재료가 필요합니까? 닭은 큰게 좋겠지요. 그렇지 않아요. 큰 닭보다 작은 닭이 고기가 연해서 더 좋아요. 그리고 인삼하고 마늘, 찹쌀 등을 준비합니다. 찹쌀은 1시간 전에 미리 씻어 놓으세요. 재료가 다 준비되었는데요. 어떻게 만듭니까? 깨끗이 씻은 닭배 속에 준비한 재료를 넣으세요.

thì cái tình huống số 2 chúng ta sẽ chọn là cái không đúng trong đoạn văn này. Và số 2 này cũng là không chọn trong khi mà chúng ta nào làm món xăm cái thằng, chúng ta không cho cô chu vào món xăm cái thằng. Và chúng ta nghe lại một lần nữa. Chào 듣고 질문에 답하세요. 여러분 안녕하십니까? 나도 요리사 시간입니다. 오늘은 김종호 요리사님을 모시고 삼계탕을 만들어 보겠습니다. 선생님, 더운 여름에 왜 뜨거운 삼계탕을 많이 먹나요? 여름에는 보통 찬 음식을 많이 먹어서 배탈이 나기 쉬워요. 더운 날씨 때문에 기운도 없지요. 그런데 인삼이 몸을 따뜻하게 하고 닭고기를 먹으면 힘이 나기 때문에 여름에 삼계탕을 먹으면 좋아요. 그렇군요. 삼계탕을 만들려면 어떤 재료가 필요합니까? 닭은 큰게 좋겠지요. 그렇지 않아요. 큰 닭보다 작은 닭이 고기가 연해서 더 좋아요. 그리고 인삼하고 마늘, 찹쌀 등을 준비합니다. 찹쌀은 1시간 전에 미리 씻어 놓으세요. 재료가 다 준비되었는데요. 어떻게 만듭니까? 깨끗이 씻은 닭배 속에, 준비한 재료를 넣으세요. 이제 1시간 정도 푹 끓이면 됩니다. 어머, 생각보다 간단하네요. 네, 그렇죠. 뜨거운 삼계탕 드시고 여러분 모두 더 건강해지세요. Đó là đáp án 다 h o phần này. Chúng ta s a n 다음의 대 친구들과 함께 얘기해 보세요. Chúng ta hãy nói chuyện với bạn bè của mình về những cái sau, về những cái nội dung sau. Số 1. 지금 가장 먹고 싶은 고향 음식은 소개해 보세요. chúng ta hãy giới thiệu cho bạn bè mình cái món ăn quê hương mà bây giờ bạn muốn ăn nhất số 2 먹기 전에 먹기 전에는 별로 조, 좋아하지 않았는데 먹어 본 후에 좋아하게 좋아하게 된 음식이 있습니까? Đầu tiên các bạn trước khi ăn các bạn nhìn món ăn và các bạn không thích sau khi các bạn ăn thì các bạn lại thích có món ăn nào như vậy không ạ? Yoheng Castle Umsite Moné, han Choki Ismika. Các bạn đã bao giờ từng thấy vất vả vì là món ăn ở cái địa điểm du lịch chưa? Khi đi du lịch bạn thấy vất vả vì món ăn chưa? 고향 음식 중에서 한국 사람들 한국 사람들의 입맛에 잘 입맛에 잘 맞은 것 같은 음식은 무엇입니까? Ở trong những món ăn quê hương cái món ăn nào mà các bạn thấy là sẽ hợp khẩu vị với người Hàn Quốc nhất? 왜 그렇습니까? Tại sao lại như vậy? thì trong bốn nội dung này chúng ta sẽ nói chuyện cùng với bạn bè chúng ta sẽ sang phần tiếp theo chúng ta vừa xong phần Maraki. chúng ta sang phần tiếp theo ilgoshi chuẩn bị mandeupbogchipun hanguk umsigi bạn có muốn làm thử một món ăn Hàn Quốc nào hay không đầu tiên là món bulgogi là món thịt nướng tteokbokki là món bánh gạo xào cay pachon là món bánh hành kimbap là cơm cuộn bimbap là cơm trộn thì ở đây chúng ta có những cái uh, sau ikki tham kuren ikko chimbure tapaseo chúng ta hãy đọc đoạn văn sau và chúng ta trả lời câu hỏi và xin là hướng Chúng ta làm những món ăn ngon của ẩm thực Hàn Quốc. Ở đây chúng ta chú ý là có tiêu đề đó là Pika Omian Seyanggak naneun Haemul Pajeon mandeumgi. khi trời mưa thì tôi nghĩ ra là làm cái món bánh hành hải sản. 오늘도 하루 종일 비가 내렸어요. 허나이 무어 솔강아이. 남편이 비가 오니까 파전이 부쳐 먹자고 해서 저녁에 파전은 만들었어요. 와, 저비 저 무어지네. 남편이 비가 오니까 어, uh, 정 놀라. 위험 나이 저 무어.

난다고 한던데요. 한던데 여러분도 그러세요? các bạn cũng như vậy chứ? Tại sao ạ? Pisori là cái uh, tiếng mưa. Pisori pa chân và cái tiếng dán bánh hành. Tiếng dán bánh hành nó xèo xèo bẹp bẹp ấy. Thì nó giống với tiếng mưa. 비슷해서 Cái tiếng mưa rơi và cái tiếng rán bánh hành gần giống nhau. Cho nên là pionan pattern 생각기 ha Vì là cái tiếng mưa rơi với tiếng rán bánh hành gần giống nhau nên cứ mỗi khi trời mưa thì lại nhớ đến cái món bánh hành. 여러분도 그러세요? các bạn có như vậy không ạ? 그럼 지금부터 vậy thì từ bây giờ má chip chị ăn he 만들어 봐요. và tôi sẽ làm và từ bây giờ tôi sẽ làm món bánh hành ngon như là ở Mat chip về nguyên liệu chế Min ăn khớp mà micro pan khớp nửa cốc bột mì full khớp nửa cốc nước tan halke trứng một quả số cơm yak khăn số cơm cho một chút pa han chum hành một nắm o chinh mari mực một con siêu yon mari tôm mười con tiếp theo đến chúng ta đến phương pháp để làm cái bánh này, banten pop, à, tôi dịch luôn tiếng Việt. Đầu tiên chúng ta nhặt hành và cắt khoảng 5 cm. Cho tôi. Hải sản nhặt sạch và rửa với nước muối. Cho tôi. Sau đó bột mì, trứng, nước, muối, trộn đều, nhào thành bột. Cho hải sản và hành vào bột đã nhào sẵn và dán trên chảo nóng nếu bên dưới chín thì lật lại để hai bên uh, chín giòn đều như nhau cuối cùng cho ra đĩa thật đẹp cho tôi tôi cho ít vừng giấm và một chút gia vị vào xì dầu để làm nước chấm bánh hành cứ thế ăn cũng ngon nhưng nếu chấm với nước chấm thì ngon hơn Đặc biệt, món bánh hành rất hợp ăn vào ngày mưa. Thời trời đất u ám, nên thấy ngày mai trời cũng có lẽ định mưa. Các bạn cũng bánh hành thơm ngon một cái thì như thế nào? Bà xin đến trang ở xéo. Đấy là món bánh hành. Và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ở bên dưới. 왜이 글은 썼습니까? Tại sao lại uh, viết cái đoạn văn này? 파전이 먹고 싶어서 vì muốn muốn ăn bánh hành. 맛집은 소개하고 싶어서 À, muốn giới thiệu cái nhà hàng ngon. Pa chân mang đến bếp số kê vì muốn giới thiệu cái phương pháp làm bánh hành. Thì ở đây chúng ta thấy người này giới thiệu rất là chi tiết thì 100 đây là giới thiệu về phương pháp làm bánh hành sau phần số 2 chúng ta có câu hỏi Ikure nè yong qua thả đơn cửa sân Hãy chọn cái hãy chọn cái mà khác với nội dung của cái đoạn văn trên của đoạn văn này. Hemunen sokum bure xin handa. chúng ta rửa bằng nước muối và rửa hải sản bằng nước muối và nhặt Yang niêm chờế yang niêm trang chi cơòmến tô mà tả à cái món bánh hành hải sản thì chấm vào nước gia vị thì ăn ngon hơn tiếp theo Pri fan 뜨거워지기 전에 반죽은 넣으면 맛있다. khi mà chảo chưa nóng, trước khi chảo nóng, trước khi chảo nóng mà cho nếu mà cho bột vào thì ngon. cái câu số 3 không đúng. câu hỏi số 3 hem un pha chân bán chân nên pop các bạn hãy viết Uh, thứ tự về phương pháp làm bánh hành đầu tiên là uh, prafene prafene de puchinta tức là dán bằng chảo cho vào chảo rồi, rồi dán số 3 power hembrun kagushi sunchinta đây là nhặt uh, hành và hải sản sạch sẽ số nào uh, số 2 là pa chon xe diệp thăm nên đà cho ra đĩa một cách gọn gàng đẹp đẽ số 2 số 1 số 3 là rửa sạch nhặt sạch hành và hải sản thì bắt đầu và số 2 là kết thúc và số 4 là pinkaru panchuke he là thì cái này phải trước khi cái cho vào chảo minkaru의 물 소금은 넣고 잔 섞는다 cái này lúc tạo bột cái này tạo ra bột are joki ikumian tuy chi bơ pa ha là một phía nếu mà một phía chín thì lật ngược lại và dán giòn thì cái này là cái lên chảo rồi Thì chúng ta đầu tiên là nhặt hành sau đó nhặt sau đó là nhào bột Xong rồi nhặt hành và hải sản Xong sau đó là nhào bột Nhào bột là số 5 3 số 5 Xong sau đó cho uh, Cho hải sản vào Cái bột đó là số 4 3 5 4 và sau đó là có rồi thì chúng ta cho lên chảo một và cuối cùng là dán giòn ở số 6 3 5 4 3 5 4 1 6 2 ở đây và phần số tiếp theo đó là phần sư kỳ phần viết phần viết ở đây chúng ta có cô hàng ngày sơ thực viên hàn chu bậc sĩ cho đi chúng ta hãy thử viết về cái phương pháp nấu ăn về một món ăn mà hay ăn thường xuyên vào những ngày đặc biệt ở quê hương các bạn ví dụ như là cô hàng ấy thức viên hàn nào để chu bơ lên sĩ kê ấm sĩ các. À, các bạn có món ăn đặc biệt nào ở quê hương vào những ngày đặc biệt? À, các bạn thường ăn món ăn nào? Ở Hàn Quốc thì là Pionnal. Ở Hàn Quốc thì Pionnal là trời ngày là ngày mưa thì là Pacheon. Là có món Pacheon. Thì ở quê hương các bạn quê hương các bạn thì có món gì vào những ngày đặc biệt nào? Tiếp theo, cơ ẩm thực hơn chỉ 필요한 재료는 mua simdica cái món ăn muốn làm khi làm món ăn đó thì uh, cái nguyên liệu mà cần là cái gì thì chúng ta viết vào đây và chúng ta âm sinh bản thân bớp sơ đầu tiên món ăn chúng ta làm là gì sau đó chê đều là nguyên liệu bản thân bớp là phương pháp nấu ăn 먼저 Tame, sau đó 그리고 và macro cuối cùng và cuối cùng là 먹는 lên 먹는 방법 là phương pháp ăn một cách ngon nhất Đấy, thì chúng ta sẽ viết theo mẫu như thế này và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ sang phần văn hoa chúng ta xem qua phần văn hóa

ngày lễ này, ngày tết này, ngày cưới này, ngày sinh nhật này, tất cả những ngày đặc biệt thì vào những ngày đặc biệt thì thì là Ân gì lúc nào cũng ăn món tớc. Tớc này nên giơ loại chúng liêu cá, cô, thức viên hana Tớc nên ở trong cái món tớc thì có rất nhiều loại, thì sẽ ăn vào những ngày đặc biệt ở đây chúng có, chúng ta có tức y và đây là thức viên hanal tức y là pek thì pek in ai ore Santa vào cái ngày được 100 ngày của đứa bé thì người ta hay làm cái món pek salki là cái món tốt này pek để cho mong cho đứa bé là ai ore Santa à, được sống lâu. Tiếp theo, Xengi Nena thôi Xengi là sinh nhật hoặc là thôi thôi là sinh nhật đầu tiên. Susu Patak, Susu Patak là cái món uh, tóp uh, bằng cái đậu đỏ. Napa Kuchinin Mot Oké okay. 해서 아이가 건강하게 자란다 uh, 나쁜 귀신 là những cái uh, uh, điều xấu những cái uh, người xấu những cái hồn ma quỷ xấu 못 오게 okay 해서 không cho đến để không đến được ai 아이가 건강하게 자란다 để cho em bé có một sức khỏe thật là tốt tiếp theo sonal sonal là vào ngày tết thì người hàn quốc hay ăn là kali tức tức là món tức như thế này thì kin kire Gil, kin kare tức, ore santa sống, cuộc sống được kéo dài như là món tóc này tiếp theo là chúng ta có sông phiên là cái bánh sông phiên thì ăn vào dịp là dịp trung thu trụ xậcsông viên diệpương diệpưgh cha mang thân mang thân dịp bưng ta đặt nên đà nếu mà ai làm cái món tấc này em món sông phiên này đẹp thì sau này cũng sẽ sinh ra những cô gái đẹp những người con gái đẹp những người con gái, đẹp, người con gái xinh đẹp Đấy chúng ta có những cái món tốc và ý nghĩa của nó. Xem các nanuki. Eto, Thức viên han nare mokneun jeontong thông Thì ở quê hương các bạn vào những ngày đặc biệt có những món ăn truyền thống nào không? Ví dụ như là hô bắc. pai ở Mỹ 쿠이 말레이시아 쿠이 모찌 모치. 인본 모찌는 일본 월 월병 올병. 월병은 중국 Tiếp theo chúng ta sang phần phát âm. Phát âm hôm nay chúng ta phát âm của phát chim. Hò. Đằng sau nó là chữ sò. Thì đầu tiên chữ hò thì chúng ta khi đọc chữ hò thì chúng ta sẽ là phát chim theo quy tắc. Phát chim hò. Thì đằng sau nó là nguyên âm. Môn. Thì ô miên. tui âm. Tuy Nếu đằng sau nó là mô âm thì chữ hò này sẽ không được phát âm. Giờ như đây ở đây là 노아요. manen 그래서. Tiếp theo, nếu mà phát chim mà đằng sau có phát chim là sò, thì sẽ sẽ được đọc chữ sò đằng sau là chữ xăng trọng cao và chữ H sẽ không được phát âm. Chúng ta nhìn theo quy tắc ở bên dưới. Trường hợp số 3, nếu phát chim là H hoặc N H, đằng sau đó là N, thì chữ N hoặc N H sẽ được đọc làm phát chim. Đấy là có 3 cái quy tắc đọc phát chim trong phần này. Chúng ta chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một số ví dụ. Phần ví dụ này chúng ta sẽ nghe. Chúng ta chú ý phần phát âm. 들어 보세요. 1. 물이 끓으면 재료를 넣어요. 2. 식당 앞에 사람이 많네요. 자, chúng ta nghe lại. 들어 보세요. 1. 물이 끓으면 재료를 넣어요. 2. 식당 앞에 사람이 많네요. và chúng ta xem một số ví dụ ở bên dưới này. 우따 주의 발음. 어, 받침의 발음에 혀 받침의 발음에 주의하면서 대화해 보세요. chúng 발음의 받침 h và chúng ta n 받침의 발음에 주의하면서 대화해 보세요. 1 이 책상은 어디에 놓을까요? 창문 옆에 놓는 게 좋겠어요. 2. 짐이 너무 많네요. 도와줄까요? 괜찮습니다. 혼자 들수 있어요. 3. 라면에 계란도 넣어줄까요? 좋아요. 파도 많이 넣어서 끓여주세요. 중단해라. 히읗 받침의 발음에 주의하면서 대화해 보세요. 1. 이 책상은 어디에 놓을까요? 창문 옆에 놓는 게 좋겠어요. 2. 짐이 너무 많네요. 도와줄까요? 괜찮습니다. 혼자 들수 있어요. 3. 라면에 계란도 넣어 줄까요? Và đây đây chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta đã được học về món ăn và phương pháp nấu ăn của rất nhiều món. Ví dụ như là món pachon, uh, hemun uh, pachon và một số món khác. món hemun pa và một số món khác ờ, và trong cái phần bài này chúng ta cũng đã được uh, học bốn ngữ pháp đó là ngữ pháp tính từ đi với n, in kabota động từ nabota danh từ in kabota có vẻ là chắc chắn là chắc là uh, danh từ ina uh, rủ một lời đề nghị nhẹ nhàng hoặc là cái gì đó thôi thêm nữa Albonica sau khi thực hiện hành động gì đó thì tôi thấy là thể hiện cái sự trải nghiệm của mình và động tính từ đi với tân tê là hồi tưởng về những cái uh, hồi tưởng những cái uh, việc đã xảy ra hoặc là nói lên một sự thật nào đó thì chúng ta cũng học ở hai phần nói một và nói hai đó là trình bày về phương pháp nấu ăn và những cái yêu cầu một cách nhẹ nhàng phần nói số 2, chúng ta nói về những cái kinh nghiệm đi du lịch về món ăn về thăm thú ở nơi nào đó chúng ta chú ý món ăn cần nhất định phải ăn món gì đặc, đặc sản ở nơi đó và trong phần nghe và nói chúng ta cũng đã được nghe những cái chương trình về nấu ăn rồi giới thiệu quán ăn ngon rồi trong phần đọc chúng ta cũng đã được đọc về phương pháp làm bánh hành và liên hệ bản thân thì chúng ta đã được làm những cái đoạn văn viết về uh, giới thiệu món ăn quê hương và nói về cái kinh nghiệm, nói về cái kinh nghiệm uh, liên quan đến những cái đồ ăn khi đi du lịch. Và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn một số cái uh, văn uh, đặc điểm về văn hóa Hàn Quốc trong phần môn hoa đó là ở Hàn Quốc có rất nhiều kiểu bánh tốt khác nhau dùng để ăn trong những ngày lễ, những ngày vào ngày kết hôn hay là ngày sinh nhật à, và cuối cùng chúng ta đã được học về phần phát âm của phụ âm đáy hít đó là chữ hò thì chúng ta có ba trường hợp đó là hít khi mà chúng ta có ba trường hợp khi mà hít mà đằng sau hít là nguyên âm thì chúng ta không phát âm đến hiết và nếu mà đằng sau hiết là chữ sờ thì chúng ta phát âm thành xăng xỉu là âm căng và không đọc đến chữ hờ và trường hợp số 3 của phần uh, phát âm của chữ hờ đó là nếu mà n hờ hoặc là hờ làm phát chim của một chữ mà đằng sau nó là chữ n thì phát chim sẽ được đọc thành chữ N. Đấy là ba trường hợp phát âm. Và bài học hôm nay chúng ta chú ý học rất là nhiều món ăn và phương pháp nấu ăn. Bài học này kết thúc ở đây. Xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài học tiếp theo. Sugo